Thưa quý vị, với cơ sở vật chất khang trang, chất lượng chăm sóc giáo dục tốt, trường mầm non Phước Nguyên ở thành phố Bà Rịa trở thành nơi gửi gắm con tin cậy của các bậc phụ huynh. Điều này có được là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên của nhà trường, trong đó cô giáo Trần Thị Tuyết Nga, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường giữ vai trò quan trọng. Câu chuyện ai thế nào chia sau hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ cô hiệu trưởng Trần Thị Tuyết Nga, người đã dành hơn 35 năm tâm huyết cho sự nghiệp trồng cây. Đã hơn 35 năm gắn bó với công việc chăm sóc giáo dục trẻ em, nhưng ngọn lửa nghề trong cô Trần Thị Tuyết Nga, hiệu trưởng trường mầm non Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, vẫn luôn cháy bỏng. Lúc mới ra trường, cô Nga làm giáo viên trường mầm non Họa Mi thuộc phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa được 7 năm. Sau đó được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng, phó hiệu trưởng trường, rồi được luân chuyển điều động làm hiệu trưởng nhiều trường mầm non khác trước khi về làm hiệu trưởng trường mầm non Phước Nguyên từ năm 2015 đến nay. Liên tục được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm, không chỉ vì chuyên môn giỏi, mà còn vì cô Nga là người giàu tâm huyết với nghề, năng động, nhạy bén trong điều hành quản lý. Trường mình phải là khang trang, rồi sạch sẽ để cho các con của mình nó được khôn lớn và nó được mạnh khỏe và mạnh dạn tự tin khi mà bước qua một cái trường mới là tiểu học. Giáo viên nào mà làm tốt thì chi bộ sẽ nêu gương. Cái đó thì được, cũng để cho khích lệ giáo viên có tinh thần làm việc tốt hơn và đạt được nhiều cái thành tích tốt hơn. Tạo điều kiện để giáo viên dạy tốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua, bản thân cô Nga cũng đi đầu trong các phong trào phát huy sáng kiến, kinh nghiệm. Trong số này, có không ít sáng kiến của cô được công nhận cấp thành phố, cấp tỉnh, được ứng dụng rộng rãi trong ngành. Điển hình như sáng kiến công tác quản lý về chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non, giải pháp xây dựng môi trường thiên nhiên ở các khu vui chơi cho trẻ trong trường mầm non, giải pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, hướng dẫn giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, giải pháp phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi thông qua các hoạt động trải nghiệm. Dưới sự dẫn dắt của cô Nga, đội ngũ giáo viên trường mầm non Phước Nguyên từng bước nâng cao về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ. Từ năm 2017 đến nay, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Tôi đã công tác ở đây là được 6 năm rồi. Và trong cái quá trình làm việc ở đây thì cô Nga luôn rất là quan tâm tới các đồng nghiệp cũng như là quan tâm đến đời sống tinh thần của giáo viên, luôn sát vai cùng với các cô. Cô là một người rất là sáng tạo, làm việc có khoa học và luôn làm việc rất là rõ ràng, đâu vào đó. Cô Nga cũng chú trọng cải tạo môi trường của trường luôn xanh sạch đẹp, tạo nhiều sân chơi trải nghiệm để giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống. Nhờ đó, trường mầm non Phước Nguyên được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Tại vì ở trong lớp có nhiều bạn, có nhiều đồ chơi, cô giáo hiền, cô giáo yêu con. Khi gửi bé vào đây là yên tâm công tác, bởi mình thấy là cô giáo rất là thân thiện và cảnh quan môi trường được trang trí rất là đẹp. Cô Nga hiệu trưởng thì là một cô giáo rất là vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình. Với cảnh quan xanh, sạch đẹp và môi trường thân thiện như vậy, thì tôi nghĩ cô Nga phải là một cô giáo rất là yêu nghề, tâm huyết với nghề. Với cô Trần Thị Tuyết Nga, để đạt thành công thì điều quan trọng nhất phải yêu nghề. Chỉ yêu nghề mới có khát vọng phấn đấu, nỗ lực sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Hơn 35 năm gắn bó cống hiến cho sự nghiệp trồng người, nhiều lần cô Nga được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu.